Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là chiều ngày thứ sáu tại Hoa Kỳ. Bây giờ là khoảng 5 giờ rưỡi chiều tại Cali các bạn. Ở Việt Nam đó các bạn đã bước qua là ngày thứ bảy rồi. Đã bước vào cuối tuần. Thì trước hết đó, Thuận hy vọng là các bạn có một cuối tuần vui vẻ và hôm nay đã cũng có nhiều thông tin ở bật tôi muốn chia sẻ với các bạn tôi sẽ cố gắng chia sẻ nhanh nhất có thể rồi chúng ta sẽ cùng nhau bước vào cuối tuần tại vì ngày mai đã sẽ không có video Thuận sẽ nghỉ ngơi một ngày và chúng ta có thể nhìn thấy được là giá của Bitcoin hồi sáng này ở Hoa Kỳ đây chúng ta nhìn thấy được giá đã có lúc giảm xuống tới mức chỉ còn có 40.235 đô mà thôi các bạn chúng ta lúc đó đang xem coi là giá Bitcoin có xuống dưới 4 000 đô hay là không nhưng mà sau đó chúng ta thấy giá đã có một cái sự hồi phục nhẹ trở lại Bye. Bây giờ chúng ta trở về cái mức là khoảng 41.546 Và cái mức này đó so với ngày hôm qua Lúc mà thành làm video đó thì vẫn hơn một chút các bạn Nói chung thì cũng cỡ đó Hơn 41.000 đô Thì tại sao mà giá không xuống nữa hồi sáng này các bạn Mà lại có một cái sự hồi phục Có phải là tại vì Jim Cramer ngày hôm qua đã lên tiếng nói là Chúng ta chuẩn bị đối đầu với những cái ngày tồi tệ nhất trong thị trường này Cho nên giá mới có sự tăng trưởng hay là không Thường không biết các bạn Điều mà Thường muốn chia sẻ với các bạn là ngày hôm nay đó Jim Cramer lại một lần nữa nói về Bitcoin Nói chung nó Jim Cramer rất là thích nói về Bitcoin các bạn những lúc mà nhạy cảm như thế này Và Jim Cramer các bạn đã nhớ là cách đây vài tuần đó thì đã bắt đầu là khen Bitcoin các bạn Và chúng ta thấy giá đã giảm xuống Các bạn đã nhớ là ông khen Bitcoin cái ngày đầu tiên có giao dịch Bitcoin Smart ETF à, Và các bạn đã biết giá như thế nào sau đó rồi Và ngày hôm nay và ngày hôm qua đây thì Jim Cramer lại liên tục chơi Bitcoin các bạn Và hôm nay để Jim Cramer một lần nữa lại thuyết nói là tóm lại đó ở cái mức này là cái mức mà mọi người đang cố gắng bảo vệ giá Bitcoin khôi nhưng mà sẽ không giữ được lâu đâu chờ vài ngày nữa thôi là sẽ thủng cái mức này đó là sự chia sẻ của truyền crammer có phải chúng ta đã chứng kiến cây đấy của cái đợt điều chỉnh này rồi hay là chưa chúng ta sẽ chờ vài ngày nữa mới biết các bạn nhưng mà Jim Cramer một lần nữa lại chơi Bitcoin các bạn tôi muốn dành một vài phút để mà nói về Jim Cramer tại vì chúng ta thường hay nói tới tên của Jim Cramer rồi chúng ta thường hay nói là ông nói gì thường cái hiện tượng ngược lại xảy ra thì tại sao lại như vậy các bạn thì để các bạn hiểu hơn nó Jim Cramer đã có trong ngành tài chính rất, rất 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 lâu rồi các bạn trước đây Jim Cramer là một trader rồi sau đó làm việc cho đài CNBC và các bạn có biết là đài CNBC đã trả Jim Kramer lương của ông mỗi một năm là 5 triệu đô la các bạn. 5 triệu đô la này chỉ là để ông dẫn cái chương trình gọi là Mad Money mà thôi. Nhưng lúc mà ông đứng ra để mà dẫn những chương trình khác đó thì có thể là cái mức giá nó sẽ cao hơn nhưng mà thuận không có thấy thống kê đó các bạn nói chung nó chỉ tính riêng một chương trình là Mad Money ở CNBC thì chúng ta thấy được là lương của ông đã là 5 triệu một năm rồi và các bạn biết là tài sản của Jim Cramer hiện bây giờ ở mức là hơn 150 triệu 150 triệu đô la các bạn tài sản của Jim Cramer hơn con số đó cho nên cái mà thùng muốn chỉ ra đó là không phải là bạn đoán đúng hay đón đoán sai dự đoán của bạn tốt hay là xấu bạn thông minh hay là không thông minh điều quan trọng hơn là bạn có lợi cho ai thì bạn sẽ kiếm được tiền cho bạn và nói chung đó thì thật ra Jim Cramer đóng một vai trò quan trọng đối với CNBC Jim Cramer đó là đại diện cho những nhà đầu tư thông thường các bạn thường không nghĩ là những gì ông chia sẻ hàng ngày là ông thật sự tin những gì ông chia sẻ đâu những gì ông chia sẻ hàng ngày đó thì cái vai trò của ông trên đài CNBC đó chính là phản ảnh tâm lý chung của những nhà đầu tư thông thường giống như là chúng ta thấy được là khi mà Bitcoin giảm mạnh năm ngoái đó thì chim Cramer liên tục nói là nên bán đi tại vì sao các bạn tại vì lúc đó nhiều nhà đầu tư thông thường không thích Bitcoin họ lo sợ và họ muốn bán và ngược lại chúng ta nhìn thấy được là khi mà có Bitcoin Spot ETF đó, thì lúc đó có cái sự FOMO thì Jim Cramer sẽ nói tốt về Bitcoin. Bây giờ các bạn thấy giá xuống đó thì Jim Cramer lại nói xấu về Bitcoin. Ông thay đổi liên tục như vậy tại vì sao các bạn? Tại vì như vậy mới kiếm được view cho đài CNBC. Các bạn thấy được là ông trên căn bản nó chỉ nói ra được tâm lý chung của những nhà đầu tư thông thường mà thôi. Vì như vậy thì sẽ khiến cho nhiều người xem đài CNBC hơn. Đó là cái vai trò của ông. Đây là điều mà Thủ muốn chia sẻ để các bạn hiểu rõ hơn. Nhưng mà sự thật đó thì ngày hôm nay chúng ta cũng không có một cái tin tức lớn nào đặc biệt liên quan đến giá cả những gì chúng ta nhìn thấy cũng là những gì đã xảy ra trong vòng mấy ngày qua các bạn chúng ta biết là có hai cuộc chiến xảy ra hiện bây giờ cuộc chiến đầu tiên đó chính là cái cuộc chiến ở trên sàn OTC nghĩa là cái sàn thỏa thuận các bạn thì đó là cái sàn mà những cái tổ chức đầu tư những cái công ty phố họ sử dụng hiện tại và các bạn có nên biết trên sàn OTC đó thì có một cái số lượng Bitcoin ổn định để mà bán cho những tổ chức đầu tư thì chúng ta muốn thấy là một ngày nào đó cái lực mua nhiều đến nỗi mà cái số lượng trên sàn OTC không có đủ thì sẽ dẫn đến nó sẽ ảnh hưởng tốt với giá cả trên sàn spot các bạn tại vì chúng ta biết là đến cuối cùng cái số lượng trên sàn OTC cũng phải đến từ một nơi nào đó tại vì tới cuối cùng các bạn thấy được là cũng là một số lượng Bitcoin giống nhau mà thôi chúng ta bây giờ có khoảng chừng là 19 triệu Bitcoin thì cho dù các bạn chia như thế nào đi nữa thì tới cuối cùng cũng chỉ có 19 triệu Bitcoin mà thôi cho nên nếu như mà không có đủ những cái đồng Bitcoin trên sàn OTC thì họ bắt buộc là phải mua trên sàn Spot các bạn. Nhưng mà đáng tiếc là chúng ta đã thấy có một đơn vị liên tục bán ra trên sàn OTC đó chính là Rayscale. Hiện bây giờ chúng ta đang thấy cái sự dằn co hàng ngày giữa lực mua từ những cái quỹ Bitcoin Spot ETF còn lại và lực bán tới từ Rayscale. Và nhiều người đó đã bắt đầu là không thích Rayscale của bạn trên căn bản Nó cũng không phải liên quan trực tiếp đến họ đâu Tại vì họ bán Bitcoin vì lý do là những nhà đầu tư của họ bán cổ phần khi mà bán cổ phần đó thì họ sẽ phải bán bitcoin để mà trả tiền cho những nhà đầu tư đó cho nên đó là kênh hoạt động của quỹ của họ nhưng mà mặt khác đó thì nhiều người nói là họ đã biết trước điều này rồi tại vì chúng ta cũng đã từng nói đến là Rayscale đã có cái phí rất là cao thì đương nhiên họ thứ nhất là không muốn có nguồn tiền mới đi vào quỹ của họ thứ nhì nữa là họ cũng đã có sự chuẩn bị sẽ có nhiều người sẽ rút ra khỏi cái quỹ của họ để mà mua những quỹ khác với cái phí thấp hơn nhưng mà đó là cuộc chiến ở trên sàn OTC các bạn cho nên vẫn có nhiều bạn hỏi thuận là nếu như có nguồn tiền đi vào thị trường này thì tại sao lại không thấy giá cả tăng lý do là tại vì tất cả đang diễn ra trên sàn OTC. OTC. Một ngày nào đó nó sẽ diễn ra trên sàn spot nhưng mà chưa phải là bây giờ Cuộc chiến thứ nhì đó chính là liên quan đến những cái người mà bán Bitcoin hiện tại các bạn Những đơn vị như chúng ta đã nói đến là những nhà đầu tư ngắn hạn Những nhà đầu tư dài hạn, những cái thời đào họ đang bán Và những cái Bitcoin đó là được tiêu thụ bởi những người đầu tư khác giống như thuận về các bạn Thì đó là cuộc chiến thứ nhì và nó có ảnh hưởng trực tiếp đến giá cả trên thị trường cho nên chúng ta hoàn toàn có thể thấy hiện tượng là những quỹ đầu tư ETF họ liên tục thu mua, tức lũy thêm Bitcoin nhưng mà lại không ảnh hưởng đến giá cả trên thị trường mà ngược lại giá cả có thể xuống như chúng ta thấy trong vòng mấy ngày qua. Đó là điều mà Thụng muốn chia sẻ lại tại vì có nhiều bạn vẫn chưa có nắm rõ cái phần này. Nhưng mà Thụng sẽ chia sẻ thêm một số chi tiết với các bạn một lát nữa. Còn về tổng cái vốn hóa thị trường nữa thì các bạn thấy hôm nay có cái sự hồi phục nhẹ một chút. 0.4% các bạn một lần nữa chúng ta đã hơn 1,7 nghìn tỷ. Và giá Bitcoin bây giờ so với ngày hôm qua đó thì tăng 1.3%, Ether cũng tương tự. Nhưng mà khi chúng ta nhìn ở trên crypto bubble sẽ thì các bạn thấy được là cũng có vài màu đỏ hiện bây giờ nhưng mà phần lớn những altcoin thì cũng có một cái sự hồi phục nhưng mà cũng nhẹ thôi các bạn. Nói chung đó, thì nếu chúng ta nhìn vào trong vòng một tuần qua thì phần lớn những altcoin vẫn là màu đỏ các bạn. Nhưng mà chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những động thái ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã nói tới khá nhiều những cái thông tin liên quan đến những nhà đầu tư ngắn hạn họ chốt lời trong thời gian gần đây. Nhưng mà với cái mức giá xuống gần đây khi mà họ chốt lời đó các bạn thấy được bây giờ những nhà đầu tư ngắn hạn short term holder lên thì họ không còn là chốt lời nữa các bạn mà họ chuyển qua các lỗ cho nên chúng ta mới nhìn thấy được là trong thời gian mấy ngày gần đây chúng ta lại thấy được cái đường mà vàng này tăng lên các bạn và nó đại diện cho ở bên phía bên tay trái này là bao nhiêu tỷ đô la khi mà họ di chuyển on chain đây là tài liệu on chain mà thôi khi mà những bitcoin này từ những nhà tôi nhắn hàng di chuyển đó thì họ đang lời hay lỗ thì câu trả lời là trong vòng hai ba ngày qua đã đang lỗ các bạn và con số tính tới hàng tỷ đô la mỗi một ngày đây có nghĩa là gì các bạn đây có nghĩa là tình hình khiến cho nhiều người lo lắng trước đây đó thì có thể là sau khi có bitcoin smart etf đó là cái cơ hội để cho nhiều người chốt lời nhưng mà khi mà chốt lời như vậy giá xuống dẫn đến là bây giờ nhiều người lại lo lắng không biết giá còn xuống nữa hay không thì bây giờ họ cắt lỗ luôn các bạn đó chính là cái tâm lý hiện bây giờ càng ngày càng chuyển qua là nhiều người lo lắng hơn và có phải những cái Bitcoin này được bán bởi những nhà đầu tư ngắn hạn được thu mua bởi những nhà đầu tư dài hạn hay là không thì không phải đâu các bạn Chúng ta cũng đã nói tới là gần đây đã cũng có những cái dấu hiệu là những nhà đầu tư dài hạn cũng có chút lời. Chúng ta đã nói tới ngày hôm qua liên quan đến chỉ số CDD khi mà nó cân nặng cái khoảng thời gian của cái ví đó lưu bị Bitcoin bao nhiêu lâu thì chúng ta cũng thấy được là có dấu hiệu những nhà đầu tư dài hạn chút lời và chúng ta cũng có thể nhìn thấy được là cái số lượng Bitcoin được lưu trữ bởi những nhà đầu tư dài hạn đó thì sau khi có Bitcoin Spot ETF đâu đó ngay đây nè các bạn ngày 10 tháng 1 thì chúng ta thấy được là cái số lượng Bitcoin được lưu trữ bởi những nhà đầu tư dài hạn thì cũng đã có cái sự giảm xuống rồi chúng ta nhìn thấy được là tuy là không nhiều khi mà chúng ta zoom ra đó thì đương nhiên trong lịch sử chúng ta vẫn thấy được là càng ngày càng nhiều Bitcoin được lưu trữ bởi những nhà đầu tư dài hạn hơn và ngay cả cái thời điểm mà chốt lời trong vòng một tuần qua đây chúng ta vẫn thấy được là bây giờ có khoảng chừng là 14,8 triệu bitcoin dựa theo on chain đã đang được lưu trữ bởi nhà đầu tư dài hạn và cái số lượng mà chúng ta thấy khác biệt đó so với lại cái lúc mà có bitcoin spot ETF cho đến bây giờ là khoảng chừng hơn 100.000 ngàn bitcoin các bạn nghĩa là 100.000 ngàn bitcoin đã rời khỏi những ví của nhà đầu tư dài hạn vẫn có dấu hiệu chốt lời nhưng mà zoom ra thì cũng thấy là vẫn còn rất nhiều nhà đầu tư dài hạn hoa đồ nhưng mà cũng có một phần chốt lời hiện tại thì có nghĩa là những cái bitcoin gần đây di chuyển bởi những nhà đầu tư ngắn hạn không phải được mua bởi những nhà đầu tư dài hạn nhưng mà ngược lại đó thì lại được mua bởi những nhà đầu tư ngắn hạn khác các bạn đây là cái tài liệu từ classno cho chúng ta thấy được là cái số lượng bitcoin được giữ bởi những nhà đầu tư ngắn hạn thì lại có cái sự tăng lên thì tại sao lại như vậy các bạn? Thì hoàn toàn có thể là chúng ta thấy có những địa chỉ ví mới. Những địa chỉ ví này thuộc vào chúng ta không biết. Nhưng mà họ lại thu mua từ những người mà cắt lỗ như người mà lo lắng hiện bây giờ. Thì cái số lượng Bitcoin đó lại đi vào những địa chỉ ví mà mới được hình thành gần đây. Đây đâu điều mà mình cảm thấy là khá quan trọng các bạn chúng ta đã biết là sau khi mà có bitcoin spot etf đó, thì cái sự hứng thú liên quan đến bitcoin đã tăng lên rồi cho dù giá cả không như là nhiều bạn mong muốn nhưng mà chúng ta vẫn thấy là cái sự hứng thú nó đã tăng lên thường có vài điều thường muốn chia sẻ với các bạn một lát nữa nhưng mà điều này vẫn cho các bạn thấy có khả năng là có rất nhiều những tổ chức mới hay là những người mới họ bây giờ đã thấy Bitcoin đã trở thành một phần của thị trường tài chính rồi và bây giờ nói chung đó thì không còn ai nghĩ Bitcoin sẽ biến mất ngày mai đâu các bạn Bitcoin bây giờ đã trở thành một phần của thị trường tài chính và càng ngày lại càng sâu hơn nữa và thị trường này ngày lại càng lớn mạnh hơn thì có thể là họ bắt đầu thích lũy từ những người mà lo lắng bây giờ đó là những gì mà xảy ra nếu như chúng ta nhìn tài liệu on chain mà tôi có thể chia sẻ với các bạn và nhiều bạn hỏi thuận là hiện bây giờ đó thì sau khi chốt lời cái số lượng phần trăm có lời là bao nhiêu chúng ta đã nói tới rất rất nhiều lần rồi các bạn chúng ta nhìn vào những cái tài liệu từ đầu tháng 12 lúc đó chúng ta nhìn thấy được là cái phần trăm bị không có lời đã lên tới 91% rồi chúng ta rất là gần cái phần màu đỏ bên trên này nghĩa là hơn 95% đang có lời và chúng ta đã nói là càng ngày có nhiều người càng có lời thì khả năng chốt lời càng cao và chúng ta thấy được là giá cũng đã giữ được cho đến khi nào các bạn cho đến khi có Bitcoin Spot ETF thì hiện tượng chốt lời đã xảy ra nhưng mà bây giờ chúng ta nhìn thấy được là cái phần trăm có lời đã giảm xuống còn 80 phần trăm vẫn gọi là cao các bạn nhưng mà đã không cao như là cách đây khoảng chừng một tuần lúc đó chúng ta nhìn thấy được là lên tới 92 phần trăm Bitcoin đã có lời thì sau cái đợt điều chỉnh này đó, thì hiện bây giờ 80% Bitcoin đang có lời thì nó đã trả về cái mức nào các bạn? 80% đó thì nó đã trả về cái mức là khoảng chừng uh, cuối tháng 11. Lúc đó là giá Bitcoin là khoảng chừng uh, 36.000 đô các bạn, 35.969 đô. Thì cái này là cái mà quan trọng hơn. Khi mà chúng ta nhìn vào những chỉ số này đó, các bạn không muốn những chỉ số này giống như là chỉ số NUPL hay là chỉ số phần trăm có lời nó quá nóng nó tăng liên tục như vậy thì sẽ dẫn đến là giá sẽ có một cú đâm mạnh đó các bạn chúng ta có thể nhìn thấy được là bây giờ đã có một cái đợt reset tuy là giá của Bitcoin bây giờ là 41.600 đô nó cao hơn là cái thời điểm cái phần trăm có lời tương tự cách đây khoảng chừng là hơn 2 tháng các bạn là khoảng 36.000 đô thì các bạn thấy được là mỗi lần mà có một cái sự điều chỉnh thì nó tốt cho dài hạn tại vì nó sẽ khiến cho chỉ số này nguội lại mặc dù là phần trăm có lời bây giờ vẫn tương tự như là cách đây hơn 2 tháng nhưng mà cái giá đã nâng cao lên rồi và chúng ta tiếp tục muốn thấy những sự kiện này xảy ra để cho những chỉ số này đã khi mà tăng lên rồi lại có một sự điều chỉnh để cho nó nguội lại như vậy thì chúng ta mới tiếp tục có sự tăng trưởng dài hạn hy vọng là các bạn hiểu là thuận muốn chia sẻ cái phần này là như thế nào tại vì nó cũng hơi khó hiểu một chút tại vì chúng ta thấy được là chỉ số này nó hoàn toàn có thể tự reset lại mỗi lần mà có cái đợt điều chỉnh và đó là điều chúng ta muốn chúng ta không muốn thấy giá cứ tăng liên tục và tăng liên tục và đó là những cái tài liệu on chain và gần đây chúng ta cũng đã nói là một trong những đơn vị mà cũng liên tục bán để chính là những thợ đào thì họ bán bao nhiêu bitcoin các bạn thì theo thống kê bài này là từ Contact nói là ngày hôm qua cái số lượng được bán bởi thời đào đó đã lên tới là 10.000 Bitcoin các bạn. 10.000 Bitcoin trong một ngày. Con số không hề nhỏ và đương nhiên những thời đào này đó họ bán để làm gì thôi nó chia sẻ ngày hôm qua rồi. Khả năng rất cao là họ bán để mà chuẩn bị cho Bitcoin bình Họ cần tích lũy hiện bây giờ đây là cơ hội để họ tích lũy một số tiền mặt để có thể là qua được cái thời điểm Bitcoin bình Và những thợ đào này đó thì các bạn biết là họ kinh doanh đào Bitcoin mà họ đào ra cũng không phải là họ bán tất cả đâu cái số lượng bitcoin này họ đã tích lũy từ lâu rồi và những cái thời đào này đó họ đương nhiên có lòng tin dài hạn với bitcoin cho nên họ mới tham gia vào cái ngành công nghiệp đào bitcoin nhưng mà chúng ta cũng biết là những thời đào khi mà họ bắt đầu bán đó, có thể bán liên tục trong vòng vài tuần rồi sau đó họ ngưng nhiều khi các bạn thấy là những thời đào có thể ngưng bán trong vòng cả năm luôn thì chúng ta không biết khi nào họ mới ngưng nhưng mà một ngày nào đó trong vòng vài tuần tới đây họ cũng sẽ phải ngưng bán mà thôi các bạn tại vì họ không phải là có bitcoin để mà bán mãi mãi họ đương nhiên phải tích lũy để lỡ như sau này giá tăng thì họ vẫn có thể tiếp tục bán với giá cao hơn và tiếp tục vận hành cái công ty đào của họ và đó là những cái tài liệu ở đầu video tôi muốn gửi đến cho các bạn những cái động tĩnh liên quan đến cái thị trường hiện bây giờ. Nhưng mà chúng ta bây giờ hãy nói tới những động tĩnh liên quan tới Bitcoin Smart ETF thì đã có những thống kê gì ngày hôm nay. Chúng ta có thể nhìn thấy được là ngày hôm qua đó đã có hai quỹ hai quỹ Bitcoin Spot ETF đã đạt được 1 tỷ đô la vốn hóa các bạn đó chính là quỹ ETF của BlackRock và cái quỹ ETF Bitcoin của Fidelity thì đây là cái thống kê đến từ Bloomberg các bạn trong lịch sử của hơn 5.000 ETF ở Hoa Kỳ thì nếu chúng ta xếp hạng cái thời gian mà quỹ ETF đạt được 1 tỷ đô la nhanh nhất đó, thì chúng ta có thể nhìn thấy được thứ nhất nhanh nhất từ trước tới bây giờ đó chính là cái quỹ Beetle các bạn. Cái quỹ này là Bitcoin Futures ETF đã ra mắt là vào năm ngoái thì trong vòng 2 ngày thôi đã đạt được 1 tỷ đô la vốn hóa quản lý. Kế đó là GLD nghĩa là vàng ETF các bạn ra mắt vào năm 2004 thì trong vòng 3 ngày thôi đã đạt được 1 tỷ đô la nhanh nhất. Chúng ta có BlackRock Spot Bitcoin ETF trong vòng 4 ngày đã đạt được 1 tỷ đô la và Fidelity Spot ETF trong vòng 5 ngày đã đạt được 1 tỷ đô la các bạn. Đây là những cái thống kê cho thấy được là Bitcoin Spot ETF nó nó thành công như thế nào. Đương nhiên không thành công bằng GLD hay là Bitcoin, cái sự khác nhau là khoảng chừng 1 đến 2 ngày. Nhưng mà một cái sự lưu ý là năm ngoái đó khi mà Bitcoin ra mắt thì hầu như nó không có đối thủ các bạn. Bây giờ chúng ta thấy được là ra mắt một lần lên tới 11 quỹ Bitcoin Smart ETF thì có rất nhiều lựa chọn cho những nhà đầu tư. Khi mà Bitcoin futures ra mắt đó, thì nó không phải nhiều như vậy và khi mà GLD ra mắt đó, thì hầu như là vàng ETF GLD lúc đó không có đối thủ các bạn. Đó là sự khác biệt. Nhưng mà một lần nữa chúng ta nhìn thấy được là năm 2004 đó thì một tỷ đô la so với một tỷ đô la bây giờ thì nó có sự khác biệt cho nên các bạn có thể nhìn bảng xếp hạng này nó tương đối mà thôi vẫn cho các bạn thấy được là cái sự thành công của quỹ Bitcoin Spot ETF như thế nào để mà thu hút những dòng tiền mới và chúng ta nhìn thấy được là ngày hôm nay đó thì Grayscale đã gửi thêm 12.865 Bitcoin nghĩa là 529 triệu đô la lên trên sàn Coinbase Prime OTC để mà bán các bạn đương nhiên đây là sàn OTC nhưng mà chúng ta vẫn thấy được một điều đó là cái tốc độ mà người ta bán cổ phần của Rayscale đó vẫn không hề giảm các bạn liên tục mỗi ngày đều có 400 500 triệu đô la cần phải bán và cái số lượng đó lại được thua mua bởi những vị khác các bạn cho nên bây giờ đó nếu nói là ai đang cung cấp cái số lượng Bitcoin trên sàn OTC thường nghĩ là Rayscale hiện bây giờ họ cung cấp cái số lượng Bitcoin đó trên quỹ còn lại và cho đến khi nào mà họ chậm lời tốc độ bán thì chúng ta mới thấy được là cái lực mua nó sẽ áp đảo cái số lượng Bitcoin trên sàn OTC miễn là lực mua không giảm xuống các bạn và nói tới cái dòng tiền đó chúng ta nhìn thấy được là cái thống kê Ngày hôm qua đã có, còn hôm nay chúng ta phải đợi tới ngày thứ hai mới biết được các bạn. Thì thống kê cho thấy là nếu như mà không tính GBTC, không tính Rayscale đó chúng ta có tổng cộng là 447 triệu đô la dòng tiền đi vào những quỹ Bitcoin Smart ETF, nhưng mà đáng tiếc ngày hôm qua đã chúng ta lại có tới 582 triệu rời khỏi quỹ Bitcoin Smart ETF và các bạn vừa thấy thần chia sẻ hôm nay lại có 529 triệu. Thì chúng ta thấy được là ngày hôm qua là ngày thứ nhì trong một tuần giao dịch mà chúng ta có cái dòng tiền đi vào những quỹ Bitcoin Smart ETF đó, là dòng tiền âm các bạn, âm 134 triệu. Có nghĩa là cái số lượng rời khỏi nhiều hơn là cái số lượng nạp vào. Tuy nhiên, sau một tuần giao dịch, đó, chúng ta nhìn thấy được bắt đầu giao dịch từ thứ năm tuần vừa rồi tới bây giờ thì thống kê một tuần, chúng ta có tổng cộng là hơn 1 tỷ mốt đô la đi vào trong thị trường này vẫn là con số dương nghĩa là vẫn có nhiều dòng tiền đi vào hơn là rút ra các bạn nhưng mà tốc độ bán GBTC đó thì hầu như không hề giảm người ta vẫn liên tục rút các bạn nhưng mà tới một ngày nào đó như đừng chia sẻ thì những ai muốn rời khỏi sẽ rời khỏi mà thôi và trên căn bản đó chúng ta có thể nhìn thấy được hiện bây giờ họ đang lưu trữ bao nhiêu Bitcoin cái này hôm nay nó hơi mờ một chút không biết nó hơi mờ nhưng mà để thuần đọc để các bạn dễ thấy hơn à, chúng ta nhìn thấy được đây là thống kê sau một tuần thì những quỹ này lưu trữ bao nhiêu bitcoin các bạn thấy được là BlackRock lưu trữ 28.622 Bitcoin hiện tại Fidelity lưu trữ 24.857 kế đó là chúng ta có cái quỹ của Bitwise lưu trữ là 8.800 kế đó là ARK Invest là 7.565 vân vân nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là sau một tuần nữa thì có tới 52.247 Bitcoin rời khỏi cái quỹ của Rayscale nhưng mà tổng cộng chúng ta thấy là những cái quỹ Bitcoin Spot ETF không tính Rayscale vẫn đang lưu trữ là 79.618 con số này đó đã cao hơn cái ngày trước đó là 68.442 nghĩa là trong giờ một ngày đã có thêm khoảng chừng 11.000 Bitcoin đi vào những cái quỹ này. Càng ngày họ càng lưu trữ nhiều Bitcoin các bạn. Và đây là cái thống kê mới nhất cho các bạn thấy là hiện bây giờ cái số lượng Bitcoin đó đã được nắm giữ bởi ai. Thì các bạn có thể nhìn thấy được là nếu như mà nói tới nắm giữ nhiều đó chúng ta có chính phủ Hoa Kỳ Bây giờ nắm giữ là 215.000 BTC. Ở trên cái thống kê này đó không có để Satoshi các bạn. À, có thể là tại vì cái người mà thống kê đó họ cảm thấy là để Satoshi cũng không có ý nghĩa. Tại vì cái số lượng Bitcoin đó nó không di chuyển. Chúng ta chỉ nói đến những cái đơn vị mà lưu trữ Bitcoin mà chúng ta biết là vẫn còn hoạt động hiện bây giờ mà thôi. Tại vì cái số lượng đó nó quan trọng hơn. Thì chính phủ Hoa Kỳ lưu trữ 215.000 BTC. Chính phủ Trung Quốc lưu trữ 190.000 BTC, Ukraine lưu trữ 46.351 BTC. À, chúng ta không có tính Grab BTC các bạn tại vì đây là cái Bitcoin thế chấp trên những cái mạng lưới DeFi nhưng mà nó uh, là thuộc về nhiều người chứ không phải là một người. Nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy được là bên trên này đó chúng ta có MicroStrategy lưu trữ 189.150 BTC là công ty trên sàn chứng khoán lưu trữ nhiều nhất. Còn nói tới chính phủ đó thì Hoa Kỳ lưu trữ nhiều nhất hiện bây giờ. Chúng ta nói tới những công ty mà không có trên sàn chứng khoán đó thì chúng ta có Block One lưu trữ nhiều nhất 164.000 BTC. Và Block One là công ty đứng sau lưng EOS và trước đây đó, thì các bạn đã biết là EOS bán ICO và phần lớn chuyển thành BTC Bây giờ đó theo thông biết là họ không có còn chính thức hoạt động để mà điều hành EOS nữa à, Nhưng mà họ vẫn lưu trữ rất nhiều BTC các bạn Malgox, các bạn đã biết số tiền này không biết khi nào mới trả Là 141.686 BTC Và đương nhiên Tether gần đây các bạn đã liên tục tích lũy Và Tether cũng là một chuyên cá vôi hiện bây giờ lưu trữ Bitcoin là 61.627 Còn về những cái quỹ đầu tư thì đương nhiên Grayscale vẫn là con cá voi lớn nhất các bạn 581.000 Bitcoin. Tuy là đã có nhiều Bitcoin rời khỏi nhưng mà tính phần trăm đó thì cũng không phải nhiều rồi các bạn, khoảng chừng là 4-5% gì thôi. Họ vẫn lưu trữ nhiều nhất. Chúng ta thấy được là hiện bây giờ đó iShare có nghĩa là BlackRock là lưu trữ 28.622 thì vẫn thua cây quỹ lớn thứ nhì là Purpose purpose là cái Quỹ Bitcoin ETF ở Canada các bạn đã có khoảng chừng là hơn uh, 2 năm rồi nhưng mà các bạn thấy được là sẽ sớm thôi tại vì bây giờ đó BlackRock đã lưu trữ 28.000 Bitcoin purpose sao khoảng chừng hai năm hoạt động chỉ có 32.000 Bitcoin mà thôi thì uh, trong vòng vài ngày BlackRock đã có số này thì uh, tôi nghĩ trong vòng một tuần nữa họ sẽ sớm xóa ngôi Purpose trở thành cái quỹ đầu tư lưu trữ nhiều bịch con thứ nhì sau Grayscale các bạn và kế đó bên dưới này chúng ta có Fidelity 24.000 chúng ta có ETC Group Physical chữ 25.687 theo thông biết cái group này là của châu Âu và chúng ta có những quỹ nhỏ hơn bên dưới này như là Wisdom Tree, Hashtag vân vân thì đây là cái sự phân phối hiện bây giờ Mà cái mà tôi muốn cho các bạn thấy được là ngoại trừ một số những đơn vị chúng ta biết họ lưu trữ Bitcoin cho những người khác Giống như chúng ta nói tới BitMEX thì đương nhiên chúng ta đã biết là tất cả những Bitcoin này không phải là thuộc về riêng của họ Malgox, số lượng Bitcoin này là thuộc về những nạn nhân à, Chúng ta biết là những cái quỹ ETF này đó thì họ nắm giữ cho khách hàng của họ nhưng mà chúng ta cộng những cái này lại đây các bạn thấy được là những cái quỹ này đến một lúc nào đó thì họ vẫn sẽ có một cái số lượng ấn định và sẽ cái số lượng đó nó sẽ mãi mãi ở trong những quỹ này các bạn và không rời khỏi khi các bạn cầm lại những cái này đó cái số lượng bitcoin thực sự được di chuyển không còn là bao nhiêu hết chúng ta có thể nhìn thấy được là những con số này đã hàng trăm ngàn Bitcoin cộng lại là chúng ta thấy được là triệu triệu Bitcoin ở trên màn hình và chúng ta cứ nghĩ đến là bao nhiêu Bitcoin được lưu trữ bởi những nhà đầu tư dài hạn cộng với lại bao nhiêu Bitcoin được lưu trữ bởi những cái người mà chúng ta không biết có còn khóa cá nhân hay là không hàng triệu đô la các bạn không biết bao nhiêu nhưng mà ước tính là khoảng 4-5 triệu Bitcoin là coi như đã không di chuyển trong vòng hơn 10 năm rồi Trong vòng 10 năm qua biết bao nhiêu chuyện xảy ra các bạn Mà họ không di chuyển Bitcoin của họ Thì khả năng cao những Bitcoin đó đã không còn trong cái hệ thống hoạt động nữa Có thể là đã mất khóa cá nhân hay là người ta đã qua đời rồi Và người thân không biết khóa cá nhân nằm ở đâu Cho nên nếu như chúng ta nói tới cái số lượng Bitcoin thật sự Có thể được giao dịch hàng ngày di chuyển Nó không có bao nhiêu hết các bạn Nhưng mà cái nguồn cầu đang ngày càng tăng lên Và cái mà tôi muốn cho các bạn thấy được là những quỹ ETF này đó họ sẽ càng ngày càng ngày càng nắm giữ nhiều bitcoin hơn ở trong những quỹ của họ và những người như thuộc với các bạn đó thì sẽ phải mua cái phần còn lại và các bạn nên biết là sàn otc tới một lúc đó cũng sẽ hết bitcoin thì họ sẽ phải thu mua cho những sàn thông thường đó là những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn ở cái phần này của video. Và chúng ta thấy được là có một đơn vị khác nữa có thể là đang bán Bitcoin mà chúng ta không nghĩ đến. Tại vì chúng ta nói tới những tài liệu on-chain cho thấy được là ngắn hạn, dài hạn, có sự chốt lời. Rồi chúng ta nói tới những nhà đào Bitcoin đó thì họ có thể là bán Bitcoin hiện bây giờ. Nhưng mà dựa theo BitMEX á, thì họ nói là từ khi có Bitcoin Smart ETF thì thấp 6 Bitcoin ETP ở châu Âu đó thì chúng ta có ETP các bạn, Exchange Traded Product. Thì chúng ta có thể hiểu là ở trong cái nhóm của ETP đó Chúng ta sẽ có những sản phẩm như là ETF Và ETN Nghĩa là Exchange Traded Note Cái đó nó giống như là cái giấy nợ hơn Nhưng mà ở châu Âu chúng ta thì có ETP mà thôi Nó cũng coi như là tương tự các bạn Nhưng mà từ khi mà có Bitcoin Spot ETF ở Hoa Kỳ tuần vừa rồi thì đã có tổng cộng 133 triệu đô la được rút ra bởi những quỹ này. Tại vì khả năng ra chúng ta nhìn thấy được là cái phí nó quá cao. Ngoại trừ chúng ta thấy được là cái phí của Wisdom Tree đó là 0.35%. Nhưng mà những cái phí khác đó giống như chúng ta thấy ở đây là 2%, Coinshare là 2.5% và chúng ta thấy Coinshare cũng 2.5%. Những cái quỹ này phí rất là cao. Có thể là những công ty này nếu như mà có thể họ sẽ rút số tiền của mình rồi sau đó mua quỹ ETF ở Hoa Kỳ cái phí đấy sẽ thấp hơn. Đây cũng là một lý do và cũng có thể là một lực bán nhưng mà tuy nhiên 133 triệu trong cả tuần thì không phải là nhiều lắm các bạn. Và nói tới Bitcoin Spot ETF đó, đó là những cái con số thống kê ngày hôm nay và có thể là cuối tuần này nếu chúng ta có thông tin về cái ngày giao dịch kết thúc ngày hôm nay thôi chia sẻ với các bạn nếu không phải đợi đến thứ hai mới có và chúng ta thấy là nói tới Bitcoin Spot ETF thì Bloomberg đã chia sẻ là SEC đã chính thức nhận đề xuất yêu cầu của sản phẩm option dựa trên quỹ Bitcoin Spot ETF đây là những cái sản phẩm phái sinh các bạn dựa trên Bitcoin Spot ETF và điều này có nghĩa là cái đồng hồ đếm người đã bắt đầu và có thể là được phê duyệt bất cứ lúc nào từ bây giờ cho đến tháng 9 các bạn và option nghĩa là quyền chọn đó nhưng mà nào mà sử option sẽ biết thì nó khác với futures một chút nhưng mà những cái sản phẩm này thì sản phẩm phái sinh các bạn uh, call nghĩa là quyền được mua và put là quyền được bán nó giống như là những gì mà thường thường hay chia sẻ với các bạn khi mà chúng ta nói tới là option đáo hạn đây là một cách cho phú kiếm tiền nhưng mà SEC đã dường như là rất là vội vàng các bạn trong việc phê duyệt bất cứ thứ gì liên quan đến phái sinh Nhưng mà theo SEC đó, thì những sản phẩm spot đó luôn luôn quá nguy hiểm các bạn Tôi <laughs> cảm thấy SEC đã hầu như là có suy nghĩ ngược lại với tất cả mọi người Họ có thể cho phép Bitcoin Futures ETF nhưng mà họ lại chống đối Bitcoin Spot ETF Không hiểu luôn các bạn Nhưng mà các bạn thấy được là họ đã rất nhanh chóng bắt đầu duyệt những sản phẩm liên quan tới phái sinh đây là một cái ví dụ thôi các bạn, thường nhớ là cái đây khoảng chừng một tuần đã có một công ty khác cũng đã nộp những cái giống như là ETF đòn bẩy cho những cái quỹ Bitcoin Smart ETF các bạn và đây là cái tin tức của SEC ngày hôm nay họ đã bắt đầu là mở cái thời gian để cho cộng đồng có thể đóng góp ý kiến là họ có cho nên thông qua option hay là không rất nhanh chóng các bạn và nói tới SEC đây thì đã rất lâu rồi chúng ta không nghe thông tin gì từ Gary Gensler các bạn Nhất là liên quan đến Twitter Thì các bạn đã thấy được là cái ngày cuối cùng mà ông thuyết Đó chính là ngày 9 tháng 1 Và các bạn đã biết là ông là người mà cực kỳ thích thuyết Các bạn ngày nào cũng thuyết hết và thuyết rất là nhiều Ở trên Twitter Nhưng mà sau ngày 9 tháng 1 đó thì không còn bất cứ một cái Twitter nào hết Tại vì sao các bạn Ngày 9 tháng 1 là một ngày trước khi cái Bitcoin Smart ETF được thông qua Và ngày 9 tháng 1 cũng là ngày mà SEC cao kia bị hack Thì có thể là ông đã bị ai đó nói gì đó Nói là không sử dụng X nữa Cho nên ông không sử dụng nữa Hay là một lý do nào đó thường không hiểu các bạn Nhưng mà khi mà ai đó tweet thường xuyên một ai đã nổi tiếng mà lại im lặng cho một thời gian dài đó thì thường đó là dấu hiệu không tốt các bạn đã nhớ là những cái dự án liên quan đến crypto đó thì khi mà cái người đứng đầu dự án đó mất tích một thời gian trên twitter trở lại đó thì không có gì tốt hơn các bạn giống như chúng ta thấy là bear Schubert bị mất tích một thời gian sau đó trở lại thì các bạn thấy là bear Schubert bây giờ đã không còn là chủ tịch của RayScale nữa và chúng ta cũng thấy là nhiều người nổi tiếng tương tự với người Dogecoin khi mà mất tích một thời gian trở lại thì các bạn đã thấy được là lúc đó uh, USDT cũng đã coi như xong rồi các bạn. Thì không biết Gary Vaynerchuk có chuyện gì hay là không. Nhưng mà nếu thuận lợi Gary Vaynerchuk đó đối với những cái sự chống đối gần đây không chỉ riêng là đến từ crypto mà chúng ta thấy được là cũng đến từ thị trường uh, chứng khoán tại vì cũng có nhiều luật nhiều công ty không đồng ý và liên tục gặp trắc dở ở tòa án cộng với lại cái sự việc liên quan tới cái Twitter cao bị hát tôi nghĩ đây Gail Chancellor đang có rất nhiều điều mà ông phải đối đầu với hiện tại và tôi không nghĩ ông có cái suy nghĩ là cái chức vụ chủ tịch SEC ông sẽ có thể giữ lâu dài được đâu nhất là năm nay là năm bầu cử tổng thống các bạn và chúng ta thấy là cho dù giá cả không được tốt trong thời gian một tuần qua nhưng mà cái sự hứng thú đến từ những cái truyền thông truyền thống cũng đang rất cao hiện tại các bạn, họ liên tục chia sẻ nhiều thông tin liên quan tới Bitcoin Spot ETF và nó không có giống như trước đây các bạn, trước đây đã mỗi lần mà giá xuống thì lúc đó họ lại cười nhạo thị trường này. Bây giờ đó thì họ lại cực kỳ hứng thú các bạn giống như là Fox Business News cũng đã mời Anthony Pompliano lên trên đài của họ để mà chia sẻ về tình hình của Bitcoin Spot ETF và họ rất là muốn hiểu hơn về cái hoạt động của thị trường này và các bạn thấy được là bây giờ đó họ lại nói về Bitcoin hash càng ngày họ lại càng có nhiều chương trình liên quan tới Bitcoin để mà giống như giáo dục những người mà mới vào thị trường này những nhà đầu tư thông thường để họ hiểu hơn cái hoạt động của thị trường này là như thế nào các bạn thấy được là Bitcoin đã thực sự trở thành một phần gì đó ngày càng lớn hơn và thuận không nghĩ là những cái công ty forward những đài truyền hình này họ không phải là tự nhiên mà rảnh quá họ chia sẻ về Bitcoin đó các bạn Tất cả đều có lý do hết và họ đang thúc đẩy cái thông điệp Bitcoin là một tài sản mới hiện bây giờ Những cái quảng cáo, những cái thông tin được chia sẻ, những cái công ty forward không phải là họ đi vào thị trường này để cho họ chốt lời ở mức 49.000 đô đâu các bạn. tôi <laughs> không nghĩ đó là lý do tại sao. Và một số bạn hỏi thuận là có khi nào những cái công ty phố họ đã mua Bitcoin trước đó ở mức là khoảng chừng 20-25 000 Rồi sau đó họ muốn có Bitcoin Spot ETF để họ chốt lời 49.000 đô hay là không. Tôi không nghĩ đó là lý do đâu các bạn. Tại vì làm sao mà những công ty phố biết ở mức 20-25 000 là mức thấp các bạn. Bitcoin hoàn toàn có thể thấp hơn bây giờ so với lúc đó. Bây giờ nhìn lại thì các bạn thấy ờ à, lúc 25.000 đô là lúc thấp nhưng mà lúc 25.000 đô đó các bạn đã biết lúc đó là nhiều người vẫn nghĩ là giá có thể lên chút xíu nữa nhưng mà nếu như mà theo năm 2019 sẽ có một sự điều chỉnh. Cuối cùng giá kết thúc ở mức 40 mấy ngàn đô. Thì các bạn thấy làm sao họ biết trước điều đó và làm sao họ biết trước được là SEC sẽ cho thông qua và cho quỹ của họ thông qua rất là khó các bạn và thêm vào đó tại sao họ lại muốn nguy hiểm như vậy trong khi mà những công ty phố Wall đó họ căn bản là lấy cái phí phần trăm mà thôi có nghĩa là họ chỉ đơn giản muốn là lưu trữ tiền cho khách hàng rồi sau đó mỗi năm họ lấy cái phí là 0.2 mấy phần trăm giá lên xuống cũng không có quan trọng đối với họ nhưng mà dài hạn họ muốn đây là một cái thị trường mà có sự tăng trưởng cái đó nó mới mang đến cho họ nhiều lợi nhuận hơn các bạn có nghĩ đi làm sao mà họ có thể quản lý lên tới cả trăm tỷ đô la trong những quỹ Bitcoin Smart ETF khi mà giá cả không tốt dài hạn? Không tốt dài hạn thì còn ai đầu tư vào nữa? Cho nên dài hạn thì họ muốn thị trường này đó, nó tăng trưởng theo thời gian giống như là thị trường chứng khoán, giống như những thị trường khác các bạn chứ nếu không thì họ sẽ không kiếm được nhiều tiền. Cho nên về phương diện của những cái tổ chức đầu tư đó thì họ sẽ muốn làm tất cả có thể mua quảng cáo, thúc đẩy những cái đại truyền hình để nó tốt về Bitcoin để thúc đẩy sự tăng trưởng dài hạn. Tại vì càng tăng trưởng thì họ sẽ càng quản lý nhiều tiền hơn và họ càng kiếm được nhiều tiền hơn. Đó là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn khi mà những bạn hội thuận liên quan đến có phải họ mua trước đó để chốt lợi hay không. Tôi không nghĩ là họ nhìn ngắn hạn gì đâu các bạn. <laughs> họ có cái suy nghĩ dài hạn hơn. Tại vì dài hạn hơn họ sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Và một điều nữa, nếu như mà bạn đang lo lắng hiện bây giờ, bạn đang không được vui thì để hỏi các bạn chở về một năm trước đi. Một năm trước đó, đó là ngày 19 tháng 1 năm 2023 Lúc đó giá Bitcoin đó, thường nghĩ là đâu đó khoảng chừng là 17.000 đô Nếu như mà trở về một năm trước Thường nói với các bạn Một năm sau giá Bitcoin sẽ là 41.567 Bạn có vui hay không Thuần nghĩ là nhiều bạn sẽ nói là Wow vui chứ 17.000 đô bây giờ đã là 41.500 đô rồi Và nhiều bạn sẽ nói là không bao giờ sẽ có giá đó Nhưng mà bây giờ đã là sự thật rồi các bạn Chỉ là chúng ta chứng kiến cái giá tăng lên tới mức 49.000 đô Trong thời gian rất là ngắn thời gian phô mô ngắn hạn đó rồi bây giờ đã điều chỉnh xuống cho nên nhiều bạn cảm thấy không vui mà thôi chứ còn như ngày hôm qua đã thường chia sẻ với các bạn tính từ đầu tháng tới bây giờ để chúng ta chỉ xuống có chừng hai ba phần trăm mà thôi còn vài thông tin khác thì muốn chia sẻ với các bạn trước khi mà kết thúc video này chúng ta có thông tin đến từ hồng kông các bạn thì hồng kông khác với lại singapore khác với lại hàn quốc và khác với lại thái lan hồng kông lại muốn có những quỹ bitcoin spot etf và họ đang khuyến khích những công ty địa phương để đơn để họ có thể duyệt và chấp thuận thì chúng ta thấy được là Bloomberg đưa tin ngày hôm nay là Venture Smart Financial Holdings uh, VSFG tại Hồng Kông dự kiến đã sẽ ra mắt quỹ Bitcoin Spot ETF trong quý đầu tiên của năm nay các bạn nghĩa là từ đây cho đến tháng 3 và hiện bây giờ có 10 công ty khác ở Hồng Kông bao gồm cả Samsung Asset Management cũng đang quan tâm đến việc ra mắt Bitcoin Spot ETF trong năm nay các bạn và có một số bạn hỏi thuận liên quan đến là có phải ở Trung Quốc đó, thì họ đang cấm không cho short stock hay là không thì uh, chúng ta cũng có thông tin đến từ Bloomberg các bạn và họ nói là cái sàn giao dịch gọi là City Securities đây là cái sàn giao dịch của chính phủ Trung Quốc các bạn thì họ đã ra quyết định là không cho phép những cái người khách hàng của họ short stock ở Trung Quốc nữa uh, tại vì sao các bạn tại vì thị trường chứng khoán Trung Quốc không được tốt cho nên uh, họ muốn ngăn chặn không cho người ta short uh, và làm cách nào để họ ngăn chặn thì đơn giản các bạn. Thứ nhất là họ nói là họ sẽ không có cho mượn stock, để mà short nữa thì không có cho mượn thì làm sao các bạn short được? Tại vì muốn short các bạn phải mượn tư sàn. Thứ nhì nữa là họ nói là những ai mà đang short đó, thì trong thời gian từ đây cho đến ngày 22 tới tháng 1 phải trả lại cái số lượng cổ phần đó và không được short nữa. Thì chúng ta thấy được đây không phải là lần đầu tiên mà Trung Quốc cấm số các bạn. Họ đã từng làm cách đây không lâu vào tháng 11 của năm ngoái và năm 2014 họ cũng đã từng làm điều tương tự rồi các bạn. Trên căn bản đó, những cái đợt như thế này thì họ cấm số seller để cho có thể khiến cho thị trường có sự tăng trưởng. Tại vì họ sợ thị trường tiếp tục giảm nữa nhưng mà lịch sử cho thấy mỗi lần họ làm như vậy đó thị trường lại càng tệ hơn. Các bạn có nghĩ đi. Thị trường giảm tại vì có nhiều cái sự lo lắng Mà bây giờ các bạn lại cấm người ta short thì cái sự lo lắng nó càng tăng nhiều hơn nữa các bạn người ta sẽ nghĩ là wow có chuyện gì đang rất lớn đang xảy ra cho nên không cho short thì mỗi lần như vậy giá lại sẽ tiếp tục giảm xuống cho nên những cái quyết định này nó lại có phản ngược các bạn và đương nhiên cái này là chúng ta đang nói đến sàn chứng khoán ở Trung Quốc chứ còn nếu nói tới Hoa Kỳ thì các bạn không cấm sót sale được đâu đó sẽ là một chuyện lớn đó các bạn ở Hoa Kỳ đó thì tuy là chúng ta cũng có những cái luật giống như là circuit breaker có nghĩa là cầu giao điện nhưng mà nó thường là áp dụng cho một cái chỉ số như chúng ta nói chỉ số S&P 500 và thường đó, mỗi lần mà chúng ta thấy là giá cả có cái sự dao động quá bất thường thì chỉ ngưng giao dịch trong vòng 15 phút mà thôi chứ các bạn không phải là cấm uh, nguyên ngày hay là không phải là cấm sốt seller gì hết chỉ ngưng trong vòng 15 phút để cho mọi người bình tâm trở lại rồi sau đó họ bắt đầu mở để mà giao trở lại và nó áp dụng với cái chỉ số chứ không phải là riêng một cái chứng khoán nào hết. Cho nên có nhiều bạn hỏi thùng là tại sao chứng khoán những công ty lớn như là Netflix có thể giảm tới 30% trong một ngày. Đó là bình thường các bạn tại vì đây là một thị trường tự do. Nếu như mà công ty đó có tin tức xấu, người ta lo lắng thì tại sao người ta lại không thể bán các bạn? Cho dù giảm 50%, 90% cũng được luôn. Giống như chúng ta nghĩ đến năm 2022 những lúc mà cực kỳ tệ trong thị trường này các bạn đã nhớ là có những công ty đào Bitcoin đó trong vòng một ngày các bạn đã thấy được là cổ phiếu của họ có thể giảm tới 90%. Chúng ta cũng đã từng nhìn thấy những cái ngân hàng địa phương hồi tháng 3 lúc mà mọi thứ cực kỳ đáng lo lắng đó, thì chúng ta thấy được là có rất nhiều những ngân hàng địa phương trong vòng một ngày cổ phiếu giảm tới 50%. Rất bình thường các bạn. Cho nên sàn chứng khoán Hoa Kỳ là sàn chứng khoán lớn nhất trên thế giới vì trader có rất nhiều sự tự do các bạn. Và chúng ta có thể nói tới một cái thông tin khác liên quan tới châu Âu. Thì chúng ta thấy được là Nghị viện châu Âu và Hội đồng Euro ra thì họ đã đạt được cái thỏa thuận sơ bộ về các quy tắc mới nhằm ngăn chặn rửa tiền trong lĩnh vực crypto. Những quy tắc này đó thì yêu cầu các công ty kiểm tra danh tính của khách hàng đối với những giao dịch trên 1.000 euro. Thì đây là cái dự luật mới mà họ muốn áp dụng các bạn. Nghĩa là một sàn giao dịch ở châu Âu mà có giao dịch trên 1.000 đô la thì phải xác nhận danh tính có thể là danh tính của người gửi và người nhận luôn không hiểu là chi tiết như thế nào chúng ta vẫn chưa có rõ nhưng mà các bạn thấy được là nhiều nhà lập pháp luôn nói là họ muốn các công ty crypto được quản lý giống như các ngân hàng. Chúng ta cũng nghe những cái lời tương tự đến từ SEC, đến từ Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Nhưng mà trên căn bản, crypto không phải là ngân hàng các bạn và họ cũng không có những cái bàn hoạt động như là ngân hàng và cũng không có những cái lợi ích như là ngân hàng. Nhưng mà họ lại muốn áp dụng cái luật tương tự như ngân hàng với crypto. Tuy nhiên, chúng ta thấy được là những cái mà họ đề xuất đó thì hoàn toàn không giống như ngân hàng có những lo ngại thì quy tắc này đã phân biệt đối xử với ngành công nghiệp crypto. Ví dụ như là những công ty phải thực hiện kiểm tra danh tính trên cơ bản đối với lại các giao dịch crypto mà không thường xuyên nghĩa là giống như là thuận giống như trung bình giá đi. Thì thuận trung bình giá một ngày là bao nhiêu đó tiền thì họ thấy hàng ngày họ cảm thấy là không gì bất thường như một ngày nào đó tự nhiên thường là di chuyển khoảng chừng là 10.000 đô thì đó gọi là không thường xuyên thì họ phải tiến hành và một số những cái là xác minh danh tính cơ bản. Điều này khác với là những ngân hàng các bạn. Những ngân hàng thì họ có thể chấp nhận những cái đó và thậm chí đó họ chỉ cần là ghi chú lại mà thôi không cần phải điều tra gì hết. Nhưng mà ở trong những sàn giao dịch ở châu Âu thì họ cần phải có những cái biện pháp như thế này. Nó không có hoàn toàn giống cho nên có sự phân biệt đối xử giữa ngân hàng và crypto. Luật đối với crypto nó gắt hơn là đối với ngân hàng. Tuy nhiên đây chỉ là một đề xuất cho các bạn chưa phải là luật và vẫn cần sự phê duyệt cuối cùng. Và có nhiều bạn hỏi thường liên quan tới Solana Chapter 2 Cái mobile phone thứ nhì của Solana thì thường có hứng thú hay là không Thì các bạn thấy được là Solana Chapter 2 đã chứng kiến cái số lượng nơi đặt hàng trước Vượt qua mục tiêu 7 ngày Nghĩa là bây giờ các bạn có thể đặt trước nhưng mà phải đợi tới khoảng chừng đầu năm 2025 thì mới có các bạn nhưng mà cái số lượng mà đặt trong vòng chỉ có 30 giờ đồng hồ đã qua cái mốc là 30.000 đơn đặt hàng cao hơn cái chỉ tiêu 7 ngày của họ và như thường như chia sẻ đó, các bạn đặt thì các bạn phải đợi đến là nửa đầu năm 2025 thì mới có không biết là khi nào các bạn nửa đầu năm như là từ tháng 1 đến tháng 6 và nếu như các bạn tin vào chu kỳ mỗi 4 năm đó thì năm 2025 là cái năm cuối cùng của chu kỳ, có sự tăng trưởng mạnh trước khi mà chúng ta bước vào một mùa đông crypto kế tiếp là năm 2026, thì nếu như các bạn nhận được cái điện thoại này mà trễ quá trễ trong năm 2025 đó thì có thể là các bạn đã nhận được cuối mùa rồi các bạn người ta rất là có hứng thú tại vì Solana Mobile Phone đã cho rất nhiều lợi nhuận các bạn người ta mua không phải là cái điện thoại này nó quá tốt so với những điện thoại khác cái điện thoại này nó cũng bình thường mà thôi các bạn có nhiều điện thoại rẻ hơn nó tốt hơn nhưng mà ngược lại điện thoại Solana lại có thể cho các bạn những cái airdrop nó đáng giá cho nên sau khi mà có sự thành công của Solana Mobile Phone 1 thì họ đã ra mắt cái phiên bản thứ nhì nhưng mà những cái nào mà mua thì cũng nên nghĩ đến là bây giờ Solana là như vậy nhưng mà chúng ta phải đợi đến khoảng chừng là hơn một năm nữa thì tình hình có khác hay không không biết các bạn nhưng mà đó là rủi ro thường thì không hứng thú đối với lại à, những cái điện thoại như thế này nhưng mà tôi cũng muốn chia sẻ tại vì nhiều bạn cũng có hứng thú cũng có một cái cập nhật liên quan tới Near Protocol thì chúng ta thấy được Near Protocol họ đã bắt đầu kích hoạt inscription cái này nó tương tự như là Bitcoin các bạn à, và họ cũng có những cái token giống như là NRC 20 cái này nó rất là khác so với lại các bạn kích hoạt một cái NFT uh, sử dụng smart contract. Cái này đó là nó giống như Bitcoin, có nghĩa là chúng ta thấy được là sử dụng cái data ở trên cái block của Near luôn để có thể là cắt những thông tin trên đó. Thường không biết là sau này đó, đó có phải là cách mà nhiều người thích làm hơn là sử dụng những cái smart contract hay là không. Nhưng mà các bạn thấy được nó đã có trên những cái mạng lưới khác và bây giờ cũng có trên mạng lưới Near. Và cũng có một cái thông tin đáng tiếc, chúng ta có một cái mạng lưới có tên là Public Goods Network là PGN. Đây là một cái giải pháp mở rộng quy mô tầng 2 trên Ethereum để được hỗ trợ bởi Gitcoin sẽ chính thức đóng cửa vào năm nay các bạn năm 2024 và PGN hoạt động như là một giải pháp tầng 2 giúp mở rộng Ethereum nhằm hỗ trợ các tiện ích cộng đồng và tài trợ cho các nhà phát triển trên Gitcoin. Tuy nhiên, PGM gặp rất nhiều khó khăn trong việc uh, thu hút người dùng các bạn và chi phí hoạt động vượt quá ngân sách. Từ nay đến thời điểm đóng cửa, đó, cộng đồng có thể rút tài sản trên PGN thông qua cầu nối chính hoặc là giải pháp cross-chain như là Superbridge. PGN ra mắt vào tháng 7 năm 2023 dựa trên công nghệ của Optimism thì chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi thôi họ đã không tiếp tục hoạt động được nữa và bây giờ chúng ta thấy có rất nhiều những mạng lưới tầng hai của Ethereum và chúng ta thấy được là có rất nhiều những cái dự đoán là trong tương lai tất cả sẽ phải thu hẹp lại khoảng chừng là 3-4 giao thức mà thôi các bạn. Bây giờ rất nhiều tầng hai trên Ethereum nhưng mà không phải giao thức nào cũng thu hút được người dùng. Và Thuận cũng muốn chia sẻ với các bạn là ngày hôm nay đã kết thúc tiếp tục là một màu xanh các bạn. Chúng ta có 3 chỉ số Hoa Kỳ đều tăng mạnh và cho dù chúng ta bắt đầu một năm 2024 đầy chắc trở nhưng mà ngày hôm nay S&P 500 đó, sau khi có sự tăng trưởng đã chính thức đạt cái mức cao nhất lịch sử các bạn cao hơn cả mức của năm 2022. Chúng ta có thể nhìn thấy được là S&P 500 hôm nay kết thúc ở mức là 4.839, cao nhất các bạn, cao hơn cả cái thời điểm của tháng 9 năm 2021 và chúng ta thấy được là cách đây không lâu thì cũng đã đạt cái đỉnh nhưng mà bây giờ đang vượt qua đỉnh đó luôn. Chúng ta nhìn thấy là chứng khoán cuối cùng sau nhiều ngày vật vả với thị trường thì chúng ta cũng đã có một cái sự tăng trưởng năm nay và cái sự lạc quan vẫn là năm nay sẽ là năm mà Fed giảm lãi suất các bạn và chúng ta thấy chỉ số Dow Jones cũng đã tăng 1.05% và S&P 500 cũng đã tăng 1.23 đến thời điểm ngay bây giờ thì cả ba chỉ số này từ năm tới bây giờ đã có sự tăng trưởng rồi và chỉ số S&P 500 là chỉ số duy nhất đạt đỉnh mới và chúng ta nhìn thấy được là nhìn vào hợp đồng của dầu đó thì không có thay đổi nhiều ở mức là 73 đô 71 cent cho một thùng dầu. Còn về hợp đồng của vàng đó thì ở mức là 2031 đô cho một ounce vàng thì cái này nó cũng như là ngày hôm qua mà thôi. Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong một video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng ở thùng Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link của mình dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit OKX, Binance, Alineax và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.